Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Em Mà. Hôm nay mẹ Em Mà sẽ đi chợ mua đồ ăn trong tuần. Thì mời các bạn cùng đi chợ với mình để xem là thịt thả cá mú rau cỏ bên Canada có mắc không nha. Xin mời cả nhà. Wow, hôm nay trời đẹp quá. Quay một xíu cho cả nhà coi cảnh vật xung quanh của nhà gia đình Em Mà nha. Trời, trời trong xanh, nhìn trong vắt à, nhìn bầu trời cao ơi là cao luôn. Bên này các bạn thường á, một tuần là mọi người chỉ đi cái siêu thị 1 hoặc 2 lần, chứ không có giống Việt Nam mình là ngày nào cũng đi, mà đôi khi một ngày còn đi cả 2 lần nữa. Thường là sẽ tranh thủ để mua tất cả mọi thứ để dự trữ cho trong tuần ha. Rồi, xin mời cả nhà đi cùng mình nha. Mình sẽ đi 2 siêu thị. Một siêu thị là mình hay đi siêu thị đó, siêu thị Costco, siêu thị Tây. Bởi vì nó bán đồ ăn thịt cá, thịt cá rất là nhiều mà tươi, mà giá cũng ok. Rồi siêu thị thứ hai mình đi là siêu thị người Việt. Siêu thị Việt Nam thì mình sẽ mua rau Việt Nam. Không hiểu sao qua đây cũng một thời gian mà mình vẫn thích ăn rau Việt Nam, chứ cũng không có thích ăn rau ở bên này lắm. Xin mời cả nhà cùng đi theo mình nha. Mình tới Costco rồi các bạn nè. Nhưng không hiểu sao trời lại chuyển mưa, đúng là xui thiệt. Mời các bạn vô bên trong cùng với mình nha. Đầu tiên sẽ là cá hồi nè. Mình để xem cá hồi bao nhiêu một ký nhé. Ví dụ như cá hồi này là khoảng 23, khoảng 460 một ký cá hồi. Cá hồi tươi nè. Rồi, à bên này các bạn có thể nhìn sẽ rất là quen. Đây là cá hồng, cá điêu hồng của mình á. Cá điêu hồng đây họ cũng bán theo set luôn nè, một set thường là 4-5 con. 4-5 con một set. Ví dụ như là cái này là tầm 190. Tầm 190 ngàn một ký. Rồi cái loại này thì cá là họ đã lấy ra rồi, lấy chỉ còn lấy file ra rồi á. Thì giá tầm 320 một ký, là họ chỉ lấy bỏ hết xương hết đầu ra, chỉ có thịt thôi. Đây là quầy cá, rồi quầy thịt. Đấy, họ để nhiều như vậy nè các bạn. Để mình xem thịt nha. Giả sử như cục thịt này đi, đây là thịt vai. Đây là thịt vai thì khoảng 150 một ký. 150 một ký thịt vai. Rồi thịt heo xay nè các bạn, nhưng mà nó sẽ đóng vào những cái cục này rất là to. To lắm. Thì cái này là một ký là 6 đồng 6, khoảng 130 ngàn một ký. Nhưng mà cái này một cục to lắm, một cục như thế này là 3 ký đấy các bạn. Đấy, mình cũng hay thường mua cái này xong là về mình xẻ ra thì nó rẻ. Nhìn thấy sườn cây không? Sườn cây họ cũng để một tảng như vậy nè, xong là về mình sẽ xẻ thành những cái cây kia ra. Thì cái này là tầm 260, 250 một ký. Đây, ví dụ như cái cục, cái xả rẻ sườn này nè, là họ sẽ đóng là 3 ký. Nên thành ra những ai mà gia đình á, có gia đình rồi á, độc thân thì có thể mua những cái này nó hơi lớn với họ. Nhưng mà những ai có gia đình rồi thì họ rất là hay thích mua ở đây, bởi vì giá là cũng rất là ok. Các bạn nhìn thấy cốc lết không? Nhưng mà cốc lết này nó là thịt không, nó không có cái miếng sườn ở trong đó và nó cắt rất là dày. Cốc lết thì giá là khoảng 180 một ký. Rồi đây là sườn non nè các bạn. Đấy, sườn non nhìn tươi ngon các bạn ha, rất là tươi ngon luôn á, mình thích lắm. Nói chung là hai vợ chồng mình thích ăn sườn này nhất. Trong số các loại thịt heo thì mình thường mua lại sườn này, mình về mình hầm. Tại vì nó vừa có xương vừa có thịt nữa. Thì giá của cái sườn này nè là khoảng 260 một ký. Rồi bên này là thịt ba rọi. Ba chỉ đấy, ba chỉ ba rọi là khoảng 260 một ký luôn. Nhưng mà cái này là mỡ hơi nhiều. Nhưng mà họ bên này họ lọc hết da ra, cái siêu thị này họ không có lấy da, mỡ hơi nhiều, 260 một ký. Đó. Mình qua quầy gà ha. Bên này Tây họ hay thích ăn ức gà lắm các bạn. Người Việt mình có thể nhiều người thấy là ức gà hơi khô, nhưng mà ức gà bên này thì bán mắc lắm nhé. Tại vì Tây họ thích ăn nhiều ấy. 13 đồng 49 là tầm cũng 250, 260 một ký đấy các bạn. Họ sẽ đóng vào những một cái rất là bự. Ví dụ một cái vị này là 2 ký 2. Rồi để mình xem cái này coi. À cái phần này là cái phần phần má đùi nè.
phần má đùi của gà thì lại rẻ nhé các bạn, có 140 một ký à, 140 một ký thì họ thường đóng là vào một cái túi bự như vậy là 3 ký 3. Đấy, lúc nãy là các bạn sẽ thấy được là sự khác biệt giữa cái giá của cái phần ức gà và cái phần má đùi là khác rồi ha. Mình thử coi cánh gà coi. Cánh gà là 260 một ký. Nhưng cái phần cánh gà ở đây à khác một cái nhá. Ở đây là mình thấy là họ sẽ, các bạn thấy không, nó chỉ cắt đúng cái phần thịt chỗ này nè. Đó. Phần cánh chỗ này thôi. Còn cái phần mà nhọn rồi cái cánh là họ không có bỏ vào trong này. Rất là tươi ngon, mình thấy vậy. À đùi nè. Đùi, đùi lại rẻ nha các bạn, có khoảng 120 một ký à. Thì một túi đùi này, một túi đùi này họ cũng để là tầm 2,8 ký tới 3 ký một túi. Đấy. Vậy tính ra là nãy giờ qua quầy gà thì mình thấy là đùi rẻ nhất ha. Đùi là rẻ nhất. Nãy là quầy heo với quầy gà rồi, bây giờ mình đi qua quầy bò cho các bạn coi thử nhé. Bò bên này ví dụ như là các bạn nhìn thấy không? Khủng hơn chưa? Đây là bò xay. Bò xay thì họ bán một set như vậy là thường cũng đóng, họ cũng đóng 3 ký bò xay luôn. Là họ bán là tầm khoảng 180 một ký đó. 180 một ký bò xay. Mình thử xem cái bò này nhé, bò này ăn bít tết nè. Bò này thì cái này là mắc nha các bạn. Bò này để ăn bít tết thì nó là khoảng 650 một ký. 650 một ký. Mà thực ra là cũng tùy các phần nhé. Ví dụ cái miếng bò này, tại vì mình cũng không rành lắm về các bò nó như thế nào á, cái phần này phần kia nó sẽ rất là khác nhau. Ví dụ cái phần bò này là 45 đồng ký, là 900, gần 900 ngàn một ký. Này thì là khoảng 450 một ký. Đó, có loại 900 ngàn một ký nhưng không có loại 450. Mình thấy bò này mình hay xào để ăn nè, mình coi để bao nhiêu đồng một ký nhé, tại vì nó cũng mềm nè. Cũng tầm 450 một ký, 500 ngàn một ký. Bây giờ mời các bạn cùng đi siêu thị Việt với mình nha. Tên siêu thị Việt này là Lucky nè. Siêu thị này cũng mới mở cách đây tầm 2 năm. Người Việt mình khá thích đi siêu thị này bởi vì trong đó cũng đầy đủ. Rồi xin mời các bạn cùng vào với mình nha. Bước vào siêu thị á các bạn, là mình sẽ thấy được là quầy rau củ quả liền. Các bạn nhìn thử không gian của nó nha. Nhìn cũng rất là rộng rãi và thoáng mát á. Hôm nay là ngày trong tuần nên vì vậy là cũng không có nhiều người đi siêu thị, nên mình quay cái view cũng rộng dễ nhìn cho mọi người ha. Rồi hôm nay nhà mình ăn lẩu á, mình sẽ đi một vòng mình lấy một số rau. À ớt nè, mình sẽ phải cần một túi ớt. Ớt này là để mình xem bao nhiêu một ký nha. Khoảng gần 300 ngàn một ký á các bạn. Nhưng mà túi này to quá, để mình lấy cái túi nhỏ nhỏ này. Túi nhỏ nhỏ này là để mình xem, 2 đồng là tầm 38 ngàn gì đó một túi nhỏ nhỏ. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số rau của Việt Nam mình ha. Mình đang cầm trên tay rau đay á các bạn. Rau đay khoảng gần 300 ngàn một ký. Để xem tiếp theo. Còn giờ là rau nhúc nè, mình ăn lẩu rau nhúc nè. Gần 300 ngàn một ký, cái này chút xíu thôi mà 130 đó các bạn, được có vài cây à. Cần nước nè các bạn, cũng hơn 300 ngàn một ký một xíu, cái bó đó nhỏ xíu à, mà gần 80 ngàn, chắc được 8 cây cần nước quá. Rau đắng thì cũng gần 300 ngàn, đây là siêu thị đồng giá hay sao á trời. Rau má, trời ơi, được có một chút xíu thôi, khoảng gần 60 ngàn, được nhúm nhỏ nhỏ vậy. Mình mua một ít lá dứa về mình nấu sữa đậu nành, giá cũng tầm khoảng 260 một ký. Đậu rồng nè các bạn, đậu rồng cũng gần 300 ngàn một ký, một vài chút xíu thôi là khoảng 70 ngàn. Qua rau thơm các bạn nha, để mình xem nè, cái này là rau húng cây. 40 ngàn túi này. Rồi gì đây, rau tía tô khoảng 40 ngàn một túi này luôn.
Rồi rau húng lụi cũng tầm 40 ngàn. Các bạn thấy rau thơm không là hết một mớ tiền rồi. Chưa kể các loại rau chín. Rau răm chắc rẻ hơn. À không có rẻ hơn. Trời ơi cũng cả 300 ngàn một ký các bạn ạ. Mình lấy một số trái cây Việt cho các bạn coi nha. Chôm chôm à, nhìn không đẹp lắm nha các bạn. Đang giảm giá mà giá tới 500 ngàn một ký. Trời ơi xài trời ơi mình con gái mình ghiền xài lắm, mình thích xài nhỏ 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 vậy nè. Với lại xài Thái, xài này 600 ngàn một ký, xài Thái cũng 600 ngàn một ký luôn á các bạn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. À, măng cụt không được ngon lắm nhưng mà giá cũng là khoảng 700 ngàn một ký. Đa đó là đang giảm giá hết á các bạn à. Mình đang trên đường đi về nhà nè các bạn. Vậy là các bạn đã đi chợ cùng với mình rồi đó. Đi chợ ở Canada là vậy đó các bạn. Đúng là hả, thịt thà còn rẻ hơn là rau cỏ các bạn ha. Thôi video của tụi mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình nha. Nhấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cả gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.